Kính thưa quý vị, kể từ khi dự án kênh đào Phù Nam Tích Châu của Campuchia ra mắt và quá trình đánh giá tác động của nó đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long được tiến hành, thì chúng ta thấy được tầm quan trọng của dòng sông Mekong có ý nghĩa như thế nào. Tuy nhiên, con kênh này thực chất chưa đi vào hoạt động và dự án này ít nhất phải 4 năm nữa mới hoàn thành. Trong khi đó, điều cần lo lắng nhất đang xảy ra đó là dòng sông này đang bị bức tử bởi thượng nguồn được xây dựng quá nhiều đập thủy điện. Trung Quốc, với vị trí ở đầu nguồn, đã xây dựng hàng loạt đập thủy điện vì lợi ích riêng mà không tiến hành bất kỳ quá trình tham vấn nào của các nước liên quan, cũng như không có sự tham gia của người dân ở khu vực hạ lưu. Điều này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ sinh thái sông Mekong và kế sinh nhai của hơn 60 triệu người dân sống dọc theo dòng sông này. Vậy hậu quả của việc xây dựng đập thủy điện của Trung Quốc là gì? Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao? Và giải pháp nào giúp Việt Nam khắc phục được những hậu quả này? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Theo số liệu gần đây, được Trung tâm The Timson công bố vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, có tới 745 con đập đã hoàn thành hoặc đang được xây dựng trên dòng chính và các nhánh của lưu vực sông Mekong. Trong đó thì Trung Quốc đã xây dựng tổng cộng là 130 đập. Các đập chính trên thượng nguồn sông Mekong tại Trung Quốc bao gồm đập Cảng Hồng, đập Mạn Loan, đập Đại Triều Sơn, đập Nội Trác Độ, đập Tiểu Loan và đập Cảng Hồng Cổ. Ngoài các đập đã hoàn thành, Trung Quốc còn có kế hoạch xây dựng thêm nhiều đập khác trên thượng nguồn sông Mekong. Nhiều báo cáo đã cung cấp thông tin chi tiết về các tác động mới của hoạt động xây dựng đập đối với hệ thống thủy điện và sinh thái hạ lưu. Điều này cho thấy mối quan ngại gần đây từ các chuyên gia và công chúng về những tác động xuyên biên giới do việc đầu tư quá mức vào việc xây dựng đập trên sông Mekong. Về phía Việt Nam, chúng ta đã bày tỏ những lo ngại sâu sắc về hệ thống đập thủy điện của Trung Quốc xây dựng dọc theo thượng nguồn sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, giống như nhiều cộng đồng ven sông và vùng đất ngập nước khác của Campuchia, đang chịu những tác động nghiêm trọng nhất, đó là việc giảm lưu lượng nước ngọt từ thượng nguồn đến, dẫn đến gia tăng tình trạng xâm nhập mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống hàng triệu người dân. Việc giữ lại một lượng lớn nước để sử dụng cho thủy điện gây ra tình trạng khô hạn nghiêm trọng ở hạ lưu, làm giảm mực nước trong các con sông và kinh rạch. Khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến khả năng tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp, làm giảm năng suất và thu nhập của nông dân. Việc điều tiết nước từ các đập thủy điện cũng làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông Mekong, gây ra tình trạng lũ lụt và hạn hán không thể dự đoán, gây khó khăn cho công tác phòng chống thiên tai và sản xuất nông nghiệp. Thay đổi dòng chảy ảnh hưởng đến hệ sinh thái sông ngòi, làm suy giảm nguồn tài nguyên nước và động thực vật trong vùng. Các đập thủy điện còn giữ lại phần lớn phù sa từ thượng nguồn, làm giảm lượng phù sa bồi đắp hàng năm cho dòng sông Cửu Long, dẫn đến suy thoái nông nghiệp và làm giảm năng suất cây trồng. Thiếu phù sa cũng làm gia tăng tình trạng sạt lở ở bờ sông và bờ biển, gây mất đất canh tác và thiệt hại cơ sở hạ tầng. Việc giữ nước của các đập thủy điện cũng làm thay đổi dòng chảy và môi trường sống, làm suy giảm nguồn cá và các loại thủy sản khác, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và nguồn thực phẩm của địa phương. Môi trường sống của nhiều loại thủy sản đã bị thay đổi hoặc bị mất, dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học trong vùng. Và tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn làm tăng chi phí sinh hoạt khi người dân phải tiêu nhiều hơn cho việc mua nước sạch và thích ứng trực tiếp với điều kiện canh tác khó khăn v.v. Như vậy, hệ thống đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mekong đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Những vấn đề này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và các biện pháp quản lý bền vững để giảm thiểu tác động và bảo vệ môi trường, sinh kế của người dân trong vùng. Theo các dữ liệu mới nhất về các đập thủy điện thượng nguồn từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024, khu vực hạ lưu sông Cửu Long bao gồm Đông Bắc Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam đã trải qua những đợt nhiệt độ cao vượt mức và tình trạng khô hạn cực độ. Các vùng như Tam Giác Vàng, Sở Tung Treng ở Campuchia, miền Trung Lào và dọc theo bờ biển Việt Nam đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển của Việt Nam, khiến nhiều cư dân ở đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt. Việc sản xuất thủy điện và điều tiết dòng chảy của nước từ các đập đã tác động đáng kể đến tình trạng hạn hán ở sông Cửu Long. Vào mùa khô năm 2024, đồng bằng sông Cửu Long đã chứng kiến lượng thủy điện xả ra thấp nhất trong 3 năm.
Nguyên nhân chủ yếu là do hạn hán ở Trung Quốc dẫn đến sản lượng thủy điện giảm và hồ chứa đập Thác Bạt, con đập thủy điện thứ 12 của Trung Quốc trên dòng chính sông Mekong đã tích nước gần như đầy hoàn toàn trong mùa khô vào tháng 2 năm 2024, hạn chế 1.215 tỷ mét khối dòng chảy của sông Mekong. Do đó, mực nước dòng sông dọc biển dọc biên giới Thái Lan, Lào từ Chiang Saen đến Nakhon Banom đã giảm đáng kể, có khả năng làm mất cân bằng sinh thái ở khu vực đó. Tuy nhiên, lượng nước xả thủy điện thấp hơn từ Trung Quốc đã duy trì mực nước sông gần như bình thường vào tháng 3 và tháng 4. Điều này có lợi vì việc xả đập để sản xuất thủy điện ở sông Mekong trong thập kỷ qua đã làm tăng lượng nước sông một cách nhân tạo lên gấp 2, gấp 3 lần lưu lượng trung bình vào tháng 3, gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường, đặc biệt là đối với các khu rừng ngập lụt ở Campuchia. Mặc dù mực nước của các khu rừng ngập lụt thấp hơn năm 2024 so với những năm gần đây, chúng vẫn còn xa mức bình thường do các đập lớn xả nước ở thượng nguồn, dẫn đến hậu quả sinh thái tiêu cực cho khu rừng bị ngập lụt. Các hạn chế hạ lưu tiếp theo xảy ra khi Trung Quốc bắt đầu tích nước vào đập lớn nhất ở sông Mekong, hồ chứa loại trác độ vào thời gian đầu trái mùa vào cuối tháng 4. Việc tích nước sớm của sông Mekong lẽ ra phải được quan sát thấy ở hạ lưu, nhưng thay vào đó lại bị kiềm hãm bởi các đập Thác Bạt và loại trác độ của Trung Quốc. Mặc dù chiến lược này có lợi cho Trung Quốc bằng cách tiết kiệm nước để sản xuất thủy điện trong mùa khô năm 2025, nhưng nó lại gây ra những tác động bất lợi ở hạ lưu. Một hạn chế đáng kể là 892 triệu mét khối nước tại đập loại trác độ bằng tổng lượng xả nước tất cả các đập khác, dẫn đến sự thay đổi gần như bằng không về dòng chảy trên toàn lưu vực. Sự gián đoạn này có khả năng làm xáo động đến đáng kể chu kỳ tự nhiên của nhiều hệ sinh thái trên khắp khu vực, vì hầu hết lưu vực hạ lưu đã trải qua hạn hán liên tục trong 3 tuần đầu tiên của tháng 6, nên các hạn chế về nước của Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm tình trạng vốn đã tồi tệ ở hạ lưu sông Mekong. Điều nguy hiểm nhất là sự vô trách nhiệm của Trung Quốc với vai trò là quốc gia ở thượng nguồn khi không chia sẻ dữ liệu nước đối với các nước ở hạ lưu. Điều này gây thiệt hại to lớn cho các quốc gia khu vực hạ lưu, trong đó có Việt Nam. Điển hình, trong 11 ngày liên tiếp vào tháng 5, đập Cảng Hồng của Trung Quốc đã áp dụng phương pháp xả đỉnh thủy điện, một hoạt động xả nước đột ngột vào buổi chiều và buổi tối để tối đa hóa sản lượng thủy điện khi nhu cầu điện cao nhất, sau đó là hạn chế nước vào ban đêm. Việc điều chỉnh dòng chảy này đã tạo ra các đỉnh và thu lũ đột ngột cho hệ sinh thái của sông Mekong, gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với môi trường sống của cá và cản trở quá trình di cư của cá. Tất cả những diễn biến như vậy và hoạt động có vấn đề của các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong đều phù hợp với nhiều báo cáo độc lập. Những người vận hành đập thực sự không phản ánh về tác động của việc điều chỉnh dòng chảy của nước hoặc vị trí và nhu cầu của các hệ sinh thái mong manh ở khu vực và hệ sinh thái mong manh ở hạ lưu và cộng đồng nông dân đang mưu sinh và sống dựa vào dòng chảy này. Như vậy, chúng ta có thể thấy đồng bằng sông Cửu Long đang gánh chịu khủng hoảng kép, vừa hạn hán, ngập mặn, vừa lũ quét, sạt lở nghiêm trọng trong khi thượng nguồn xả đập. Hiện trạng hiện nay là hầu hết đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đang vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng, đã xuất hiện ở các tỉnh ven biển của đồng bằng do nguồn cung cấp nước từ thượng nguồn sông Cửu Long giảm và xâm nhập mặn khiến các con sông và kinh rạch trở nên vô dụng đối với việc tưới tiêu. Các cánh đồng ở những khu vực này thiếu nước ngọt đang nhanh chóng khô cạn. Do đó, gần 1 triệu cư dân sống ở đồng bằng các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh và Cà Mau đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng để sử dụng hàng ngày. Ấy thế nhưng có một điều ngược đời là các hậu quả nghiêm trọng này tưởng như chỉ xảy ra tại các khu vực hạ lưu, nhưng ngược đời thay là dường như chính Trung Quốc cũng đang lãnh hậu quả này. Gần đây, nhiều video về các tình trạng lũ lụt ở Trung Quốc đã cho thế giới thấy những thiệt hại nặng nề mà quốc gia này đang phải gánh chịu. Mặc dù chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ thông tin và hình ảnh liên quan đến tổn thất kinh tế, nhưng sự thật không thể che đậy hoàn toàn. Gần đây, cơn bão Gemi đã quét qua hơn 10 tỉnh ở Trung Quốc vào năm 2024, gây ra tổn thất nghiêm trọng, ít nhất là 78 người đã thiệt mạng do bão và lũ lụt. Trong đó có 33 người mất tích tại Bắc Kinh, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng, với gần 4 triệu người ở tỉnh Hà Bắc phải chịu tác động nặng nề. Hơn 40.000 ngôi nhà bị sập ở Hà Bắc gây tổn thất kinh tế khoảng 7,3 triệu USD, hàng trăm hecta hoa màu bị hư hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Các công ty bảo hiểm ở Bắc Kinh đã chi trả ít nhất là 380 triệu nhân dân tệ để bồi thường cho các thiệt hại do mưa bão gây ra. Nhiều cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu cống và hệ thống điện nước bị hư hỏng hoặc phá hủy,
và nhiều nhà máy phải ngừng hoạt động, hơn 724.600 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ Trung Quốc đã dành khoảng 139 triệu USD để bồi thường cho các thiệt hại về hoa màu, trang trại, rừng thương mại, nhà cửa và các máy móc nông nghiệp. Lũ lụt diện rộng đã gây xói mòn đất và ô nhiễm nguồn nước, phản ánh mức độ nghiêm trọng của thiên tai và sự cần thiết của các biện pháp phòng chống và ứng phó hiệu quả hơn trong tương lai để giảm thiểu tác động của thiên tai. Sự gia tăng tần suất hạn hán và lũ lụt hàng năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực của Trung Quốc. Tuy nhiên, thì vào ngày 1 tháng 6 năm 2024, Trung Quốc thực thi luật an ninh lương thực đầu tiên, yêu cầu nước này phải tự chủ tuyệt đối về lương thực. Trong bối cảnh hiện tại, Trung Quốc không thể hoàn toàn tự chủ và buộc phải gia tăng nhập khẩu. Việc nhập khẩu lương thực nhiều có thể làm giảm động lực sản xuất lương thực trong nước, dẫn đến sự suy giảm trong ngành nông nghiệp nội địa và làm tăng rủi ro an ninh lương thực, đặc biệt là trong bối cảnh biến động quốc tế và các lệnh trừng phạt kinh tế. Khi an ninh lương thực của quốc gia trở thành con tin của các yếu tố bên ngoài, điều này phản ánh sự không chắc chắn nghiêm trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm. Trong khi đó, đồng bằng sông Cửu Long là vùng có thể cung cấp nông phẩm sản lượng lớn cho Trung Quốc. Chúng ta đều biết rằng Trung Quốc nhập khẩu nông sản chủ yếu từ Việt Nam. Nếu chặn dòng nước thì họ đang tự tay cắt đi dạ dày của mình. Về mặt lịch sử, lũ lụt không bị coi là thảm họa ở vùng Mekong dựa trên một nghiên cứu của Ủy hội sông Mekong năm 2017. Nghiên cứu này ước tính rằng lũ mùa mưa mang lại lợi ích kinh tế từ 8 đến 10 tỷ USD, còn phần thiệt hại do lũ chỉ chưa đến 70 triệu USD. Ủy hội sông Mekong là một nhóm liên minh chính phủ có nhiệm vụ cùng quản lý nguồn nước sông Mekong cho Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Như vậy, lợi ích từ dòng chảy tự nhiên lớn hơn thiệt hại. Phần lớn lợi ích lớn gấp 100 lần, dòng chảy tự nhiên của sông Mekong tạo ra an ninh kinh tế cho hạ lưu sông Mekong. Việc Trung Quốc nỗ lực làm trái với tự nhiên thông qua hoạt động của các con đập ở thượng nguồn đã phá vỡ sự ổn định của vùng sông Mekong. Và hậu quả là chính Trung Quốc hiện nay đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Nhưng họ vẫn chưa muốn dừng lại mà tiếp tục xây các đập và dự kiến xây thêm nhiều đập nữa chặn dòng sông Mekong. Vậy trước tình trạng này, Việt Nam có thể làm gì để chống lại các tác động tiêu cực từ hành động vô trách nhiệm của Trung Quốc? Và giải pháp nào cho an ninh lương thực và nguồn nước của Việt Nam? Vâng, Việt Nam có thể dựa vào Hiệp định Mekong năm 1995 và luật pháp quốc tế về nguồn nước xuyên biên giới để thiết lập cơ chế quản lý và bảo vệ nguồn nước chung. Nhưng các cơ chế này có những hạn chế đáng kể trong việc bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long khỏi những tác động tiêu cực do hệ thống đập của Trung Quốc. Hiệp định Mekong 1995 ký kết bởi 4 quốc gia thuộc Ủy hội sông Mekong gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan đã thiết lập các nguyên tắc và cơ chế hợp tác nhằm phát triển bền vững và quản lý nguồn nước sông Mekong. Hiệp định khuyến khích hợp tác giữa các quốc gia hàng nguồn để quản lý tài nguyên nước một cách công bằng và bền vững, yêu cầu các quốc gia thành viên thông báo và tham vấn lẫn nhau về các dự án có thể gây ảnh hưởng đến dòng chảy và chất lượng nước. Tuy nhiên, Trung Quốc lại chiếm phần lớn ở thượng nguồn sông Mekong, lại không phải là thành viên của Hiệp hội sông Mekong và do đó không bị ràng buộc với Hiệp định Mekong năm 1995. Điều này làm giảm hiệu quả của Hiệp định trong việc kiểm soát hoạt động của Trung Quốc. Hiệp định thiếu các biện pháp thực thi mạnh mẽ và ràng buộc pháp lý, dẫn đến khả năng bảo vệ lợi ích của các quốc gia hàng nguồn bị hạn chế. Luật pháp quốc tế về nguồn nước xuyên biên giới dựa trên hai nguyên tắc chính đó là nguyên tắc sử dụng công bằng và hợp lý và nguyên tắc không gây hại đáng kể. Theo đó, các quốc gia có quyền sử dụng công bằng và hợp lý nguồn nước chung, đồng thời phải đảm bảo rằng hoạt động của mình không gây hại đáng kể cho các quốc gia khác chia sẻ nguồn nước. Tuy nhiên, khả năng thực thi của các quy định này còn hạn chế, thường phụ thuộc vào sự tự nguyện tuân thủ của các quốc gia. Trung Quốc không phải là thành viên của nhiều công ước quốc tế liên quan đến quản lý nguồn nước xuyên biên giới, do đó không bị ràng buộc với quy chế này. Mặc dù Hiệp định Mekong 1995 và luật pháp quốc tế về nguồn nước xuyên biên giới cung cấp các cơ chế hợp tác và nguyên tắc quản lý nguồn nước, chúng vẫn còn có những hạn chế đáng kể. Sự thiếu vắng sự tham gia của Trung Quốc, quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất đến dòng chảy sông Mekong, cùng với khả năng thực thi yếu và thiếu biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ, khiến cho việc bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long khỏi các tác động tiêu cực từ hệ thống đập của Trung Quốc trở nên khó khăn hơn. Và để bảo vệ hiệu quả đồng bằng sông Cửu Long, cần có sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn, bao gồm việc mời Trung Quốc tham gia vào các cơ chế quản lý chung và thiết lập các biện pháp thực thi để giám sát hiệu quả hơn. Và chúng ta cũng có thể hợp tác chặt chẽ với Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar
để cùng nhau lên tiếng và đưa ra các biện pháp ứng phó chung, sử dụng các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN và Ủy hội sông Mekong để kêu gọi sự ủng hộ và gây áp lực lên Trung Quốc. Và Việt Nam không thể chỉ dựa vào các cơ chế pháp lý trong việc đối phó với Trung Quốc. Hiện tại, chúng ta cần nghiên cứu các hệ thống canh tác thay thế cho các khu vực khan hiếm nước và suy thoái đất ở đồng bằng sông Cửu Long, như luân canh cây trồng mùa khô và điều chỉnh chính sách xuất khẩu để hỗ trợ các loại cây trồng thay thế. Chính phủ và các đối tác phát triển quốc tế cũng đang đầu tư vào các hệ thống cảnh báo sớm và cải thiện các phản ứng quản lý để ứng phó với thảm họa, đầu tư vào các dự án thủy lợi, hồ chứa nước và hệ thống quản lý nước nội địa để đảm bảo nguồn nước ổn định cho sản xuất và sinh hoạt. Hơn nữa, chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện nay cũng đang hỗ trợ việc áp dụng các loại cây trồng thay thế bằng cách cung cấp hướng dẫn chính sách cho nông dân, khuyến khích sự hỗ trợ từ các viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia độc lập, khuyến khích các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển theo hướng bền vững, ít phụ thuộc vào nguồn nước. Các tổ chức đào tạo nghề có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho nông dân chuyển sang các phương pháp bền vững như cải thiện thủy lợi và đa dạng hóa cây trồng. Ngoài ra, chúng ta vẫn có thể tận dụng Hiệp định sông Mekong năm 1995 và Luật Quốc tế về nguồn nước xuyên biên giới để hợp tác với các quốc gia ven sông và các nhà điều hành đập nhằm duy trì dòng chảy tối thiểu trên các con sông xuyên biên giới, từ đó bảo vệ các môi trường sống quan trọng ở hạ lưu và các trung tâm nông nghiệp khỏi bị phá hủy. Hiện nay, một số quốc gia đã thành công trong việc chuyển nước biển thành nước ngọt qua công nghệ khử mặn như Israel, Ả Rập Xê Út, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Tây Ban Nha và Australia. Israel là quốc gia dẫn đầu trong công nghệ khử mặn, cung cấp khoảng 70% nhu cầu nước uống của mình và sử dụng nước khử mặn cho nông nghiệp kết hợp với các kỹ thuật tưới tiêu tiên tiến. Chúng ta đều biết, Israel với 50% diện tích là sa mạc khô cằn không thuận lợi cho canh tác nông nghiệp. Lượng mưa trung bình hàng năm chỉ từ 20-50 mm. Khu vực này có độ ẩm, không khí cực thấp và sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn khiến cho việc canh tác nông nghiệp kiểu truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng hiện nay, Israel là một trong những nước xuất khẩu thực phẩm tươi sống lớn trên thị trường thế giới và là quốc gia đứng đầu về kỹ thuật nông nghiệp. Đó thực sự là một kỳ tích. Vậy Việt Nam chúng ta là một nước cận nhiệt đới, không lý do nào lại phải chịu thua những khó khăn hiện tại mà không thể tạo ra một kỳ tích tương tự. Hay như Ả Rập Xê Út là một trong những nhà sản xuất nước khử mặn lớn nhất thế giới, hỗ trợ nông nghiệp và sinh hoạt bằng nước khử mặn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư mạnh vào công nghệ khử mặn để phát triển nông nghiệp trong điều kiện sa mạc. Và Tây Ban Nha, đặc biệt là vùng Canary và các khu vực ven biển khác, sử dụng công nghệ khử mặn để duy trì hoạt động nông nghiệp. Australia cũng áp dụng công nghệ khử mặn tại các vùng khô hạn để cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt và nông nghiệp. Việt Nam chúng ta có thể học hỏi từ những kinh nghiệm này và phối hợp nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh nguồn nước, từ đó đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, một nền tảng cốt lõi cho sự đảm bảo an ninh chủ quyền lãnh thổ. Vâng, có thể thấy rằng các công trình nhân tạo như đập thủy điện, nếu được xây dựng đúng cách và sử dụng với mục đích hợp lý, có thể mang lại nhiều lợi ích tích cực. Tuy nhiên, khi những công trình này bị thúc đẩy bởi lòng tham và can thiệp quá mức vào hệ sinh thái tự nhiên, chúng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Điều này đã được chứng minh qua việc Trung Quốc đang phải đối mặt với những thiên tai ngày càng tăng và nghiêm trọng hơn. Trong quá trình khắc phục hậu quả từ sự can thiệp quá mức vào dòng Mekong, mong rằng Việt Nam sẽ đưa ra được những quyết định sáng suốt, lựa chọn được phương pháp phù hợp, hài hòa với thiên nhiên để bảo vệ và duy trì sự cân bằng của môi trường. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!